các cháu thân mến. Bây giờ lượt chạy đầu tiên, các bạn áo đỏ sẽ chuẩn bị chạy đầu tiên. Hôm nay hành trình chỉ có ngắn thôi, nhưng mà các bạn tới rất là đông và đúng giờ. Cẩn thận camera, cẩn thận. Đây là một trong những điểm chạy mà phải nói là sung và thời tiết ủng hộ, tại vì nắng đẹp á và gió rất là nhiều. Bình tĩnh con ơi, từ từ con ơi. Bây giờ nè các con ơi, trời ơi quá mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta nhìn vào đôi giày của mình nào, 2-3 nhìn. Bạn nào chưa cột cái giày thì cột lại nào, 2-3 cột chưa? Rồi sẵn sàng chưa? Rồi chuẩn bị nha. Có lẽ là cũng lâu rồi tại thành phố Quy Nhơn chưa có một cái chương trình như này. Đây là một cái điều kiện cũng tốt, một cái dịp cho các bé có cái sự liên kết bạn bè với nhau, có lẽ có cái sự va chạm nữa. Cái thiếu nhất của các bé học sinh bây giờ là những cái hoạt động như này nè. Chứ còn ở nhà mà học sáng học, trưa học, chiều học, tối đi chơi, xong cái là đi chơi điện tử, rồi là hả coi điện thoại. Ồ, cái đó là kinh khủng nhất. Cái coi điện thoại là một trong cái kinh khủng nhất. Nó làm cho các bé dễ bị hư về mắt. Chạy đầu tiên, các bạn đỏ đã hoàn thành gần hết, chỉ còn vài bạn nữa thôi. Chúng ta có một lượt chạy đầu tiên, chạy nhanh quá, các bạn chạy rất là sung luôn á. Cô ơi, cô cho cháu huy chương cô ơi. Đó, huy chương này con. Chúc mừng con đã hoàn thành trong nước mắt. Rồi, hướng dẫn bé vô trong đi con.